Cô mở lại cái slide của cái này. Android cơ bản nhá. Cơ slide 3. Đây. Ta nhìn là cái này tôi sẽ cô sẽ demo cái custom list view giống cái này. Đây. Đây. À, bây giờ cô sẽ mô tả cái đầu tiên nè. Nghĩa là bây giờ để mà các bạn theo dõi nè, để mà hiển thị như này á, các bạn thì quan tâm, thứ nhất là quan tâm đến cái dữ liệu ha. Đây. Cái dữ liệu của mình hôm bữa mình làm ấy là dữ liệu đơn, nó chỉ có một chuỗi thôi. À, mảng chuỗi. Bây giờ dữ liệu của mình bây giờ không phải dữ liệu đơn nữa, mà mỗi phần tử của nó lại gồm hình nè, gồm tên nè, gồm địa chỉ nè, đúng không ạ? Ba cái lận. Và nếu mà như vậy thì các bạn mà lưu trữ cái mảng mà mảng biến đơn á, thì phải lưu trữ tận 3 mảng thì nó khó khăn, đúng không? Nó khó khăn. À đúng rồi, chính xác, ta phải tạo ra một cái class, hiểu không ạ? Tạo class để lưu trữ nó, và các bạn coi cái này là một đối tượng, mỗi phần tử này là coi là một cái đối tượng, một cái object, đúng không ạ? Thì bây giờ ta sẽ tạo một class để lưu trữ tất các thông tin này. Ok, đấy, thì các bạn vào đây, à các bạn tạo cho cô class, cô đặt là cái package, à, cô đặt cái package nhá, là cái model package này. Để có phân nhóm đó thôi, model. Đấy. Trong này cô tạo một class để lưu trữ cái đối tượng này. Giả sử như đối tượng này cô đặt là người chẳng hạn, person chẳng hạn, đúng không ạ? Person. Trong này có một cái hình, tên và địa chỉ. Được chưa? Đấy. Click chuột phải các bạn tạo cái Java class đặt tên là person. Cái class các bạn không để chữ s bởi vì nó là một, nó có đại diện cho một thực thể, đúng không? Nó đại diện. Các bạn có ba cái đồ trường. Trường đầu tiên là trường hình. Hình. Hình thì các bạn để cái ID, để cái drawable á, các bạn để kiểu int nhá. Private integer hình. Tại vì cái này á cô lấy từ drawable lên. Thì drawable của nó là nó ID là kiểu in ha. Hai là tên private, tên string, name tên avatar. Tại vì cô lỡ đặt cái tên kia nó là tiếng Anh, giờ tiếng Anh hết. Name đúng không? Full name. Private string address. Đó, ví dụ như vậy. Rồi, thì các bạn lưu ý nè, về nguyên tắc lập trình Java nhá, thì cái person này, class nó đại diện là cái dữ liệu luôn. Thì trong cái class này thì ba cái trường này được gọi là ba trường dữ liệu. Mà về nguyên tắc lập trình OOP, nghĩa là lập trình hưởng đối tượng, thì cái dữ liệu là nên bảo mật. Bởi vì bảo mật cho nên là ba trường này tôi để là private, đúng không ạ? Private. Thì để truy xuất ba cái trường này thì ta truy xuất thông qua phương thức, không truy xuất trực tiếp, mà ta dùng ba phương thức là getter, setter, được chưa? Đấy, cái này có thể sinh code được luôn. Các bạn có thể generate code getter, setter. Đấy, được chưa? Getter, setter. À, một số bạn thắc mắc với cô là như này. Này, ủa em thấy có khác gì đâu, thêm cái này làm gì cho rối. Thực ra không phải. Thực ra như này nè, cái biến này nếu các bạn để public thì giống như việc là các bạn muốn để cái cửa mở cửa, muốn vào nhà lấy gì lấy ra, muốn làm gì, muốn lấy đồ hay là muốn làm gì cũng được. Nhưng khi các bạn dùng không qua phương thức, thì khi người ta truy xuất phương thức, trong cái phương thức này các bạn có thể đặt, thiết lập các cái cơ chế để có thể các bạn bảo mật cho nó. Ví dụ tôi set, ví dụ như tôi set là full name. Full name. Thì bây giờ muốn set full name gán giá trị cho nó, thì ví dụ tôi với có điều kiện là gì ạ? Full name phải là chữ, không được số, ví dụ như thế.
hiểu không ạ? Và tối đa bao nhiêu ký tự, hiểu ý không? Còn các bạn không phải gõ ao móc, không ký tự đặc biệt tùm lum gõ vào là không cho, thì các bạn có thể viết code ở đây, các bạn có thể if ở đây đó, if cái gì đó, if cái full name ở ngoài này nè, đó full name đây đó, nó phải có điều kiện gì đấy, hiểu không ạ? .. thỏa mãn cái gì đó, độ dài bao nhiêu, đúng không? Còn nếu như các bạn không viết ở trong function này thì các bạn truy xuất trực tiếp thì các bạn không có cơ chế nào để mà cản nó, đúng không ạ? Để hạn chế nó. Rồi hoặc là như này, có những biến các bạn, có những biến chỉ đọc thôi, read only. Vậy thì ta chỉ có hàm get chỉ đọc thôi, không có hàm set. Đồng ý không? Đấy, có những cái cơ chế như vậy. Đấy, thì đấy được gọi là bảo mật, đúng không ạ? Được gọi là bảo mật. Các bạn có thể giới hạn quyền truy xuất thông qua code, đó là tùy các bạn, đúng không ạ? Rồi, ngoài ra các bạn có thể truy xuất thông qua cái constructor. Okay. Khi nào có thời gian cô sẽ nói nhiều về cái này. À nhá. Năm sau, 2 năm nữa. Constructor. Rồi. Constructor thì nó có đặc điểm là nó có tính chất nạp chồng. Nghĩa là nó cùng tên và khác đối số. Và một cái class nó có thể có nhiều constructor. À, constructor không có đối số. Đây. Bỏ. Đấy. Constructor không có đối số được coi là constructor ngầm định. Nếu như các bạn bỏ hết constructor đi, xóa hết đi, thì class nó tự động nó có một cái constructor không đổi số, không nội dung, hiểu không ạ? Nhưng khi các bạn khai báo tường minh một constructor thì constructor không đổi số đó nó bị mất đi, muốn dùng thì phải khai báo tường minh ra, hiểu không ạ? Đấy, đặc điểm của nó như vậy. Nếu khai báo tường minh bất kỳ một constructor nào đó thì constructor default nó sẽ mất. Bây giờ muốn mà dùng lại constructor default, constructor không của đối số thì cứ khai báo tương minh ra thôi. Hiểu không ạ? Cứ gõ ra thôi. Và bao nhiêu constructor là tùy các bạn. Đúng không ạ? Và tính chất này được gọi là tính chất nạp chồng, overloading. Tính chất nạp chồng ở trong cái Java. Và phương thức nó cũng có tính chất nạp chồng. Các cái hàm, các phương thức nó cũng có tính chất nạp chồng, overloading. Đúng không ạ? Ok. Rồi xong. Vậy ta được cái class này. Ta để đây. Chưa làm gì cả, đúng không ạ? Ta để đây. Ok, chưa dùng tới nó. Rồi, bây giờ ta xem nè. Vậy là cô vừa tổ chức dữ liệu nha. Ta có thể gọi là tổ chức dữ liệu. À xong, đúng không ạ? Dữ liệu xong. Thì bây giờ cô sẽ tạo một cái array list, tạo mảng của những cái dữ liệu này. Đồng ý không ạ? Đấy, các bạn có thể đăng một cái hình về. Ồ, khi này cô có cái avatar xong cô dục mất tiêu rồi. Đây, dường như cô có một cái avatar này. Cô lấy cái hình nhá, hình bất kỳ. Hình bất kỳ. React Native Nap Demo. Đây có cái avatar này. Đó, cô copy vào đây. Hình cô, hình gì cũng được đấy. Mình thích khoe khoe hình mình thôi. Đây, Ctrl V. Avatar copy vào đây là không copy vào 24 nha. Tại vì nó không đọc cái version này, đọc cái version trên. Ok. Đấy, ok. Đó, avatar đây nha. Rồi, bây giờ là cô sẽ tạo ra một cái danh sách array list. Thay vì là tôi lấy mảng từng phân tử này đúng không ạ? Ta sửa lại như sau, cô đóng cái này lại. Đấy, cái này là nối cái bài hôm bữa nha. Là cô tạo một cái array list. Cái này là để person trỏ đúng nha, đúng không ạ? Cái person này là không có lấy nè, person trên nè, thấy chưa? Mình vừa khai báo xong, nó chỉ ra cái model cái nãy nè, trong cái packet này. Ok, list bằng new array list. Ok, rồi các bạn add dữ liệu cho nó, add một vài cái dữ liệu mẫu. Đây, list chào mẹ. Rồi, bằng new person
Rồi, ba đối số đúng không ạ? Đối số thứ nhất là ta để cái hình này avatar là r.roybal.avatar phẩy. Đối số thứ nhất. Đối số thứ hai là ví dụ như tên chẳng hạn, ví dụ Trần Thị Hương đúng không? Đấy, Hồ Chí Minh. Ví dụ vậy. Xong. Chấm phẩy. Rồi lỗi gì ạ? À, xin lỗi, cái này nháy kép như các bạn. Đấy, ok, hết lỗi chưa? Rồi các bạn copy ra thôi. Add khoảng 3 dòng. 2 dòng, 3 dòng gì đó. Đấy, ví dụ như là cái gì? Nguyễn Văn Châu à? Đúng nhỉ. Đồng Tháp 10. Còn 10 nữa chứ, đã Đồng Tháp còn 10. Được chưa? Ok, về thôi. Hai cái. Chưa? Rồi, có add dữ liệu xong rồi. À, nhưng mà không, cái clip này không chạy được. Chạy nó không có chịu. À, tại vì cái này là array adapter, nó chỉ nhận cái string thôi. Bây giờ các bạn muốn chạy mà giống như là gì đấy ạ? À, giống như cái hình thì các bạn phải thiết kế, được chưa? Rồi, bước 1 nào. Xong, ta xong đến cái phần dữ liệu rồi. Bây giờ đến cái phần là cái adapter. Được chưa? Adapter. Thì đầu tiên là các bạn phải tạo cho cô cái giao diện mà giống cái giao diện ở trong này. Đây, giống cái giao diện trong này. Được chưa? Giống cái giao diện trong này. Ok. Đấy, tạo giống cái giao diện đây. Thì tôi sẽ tạo như sau. Cô sẽ vào layout. Cô click chuột phải. Layout, click new một cái layout resource file. Ok. Đặt tên là one cell chẳng hạn. Một cell thôi. One item đi, một item. Hoặc là item cũng được. Ok. Đấy, nó tạo đây, one item. Cái này để linear layout thì cô sẽ không dùng linear, mà cô sẽ dùng gì ạ? Relative layout. Relative layout. Tại vì thực ra là giao diện này nó đẹp hơn, đúng không? Tức là dễ làm hơn. À, cô làm giống cái này nha. Cái này ví dụ dấu chéo này đúng không? À, ta thử kiếm một cái hình ở một cái dấu chéo. Ta kiếm cái vector. Cái này add rồi ha. Delete đi ha. New một cái vector nè. Đấy, cứ làm lại. Các bạn làm nhiều lần nó sẽ nhuần nhuyễn à. Đấy. Cái này là delete. Cái cục này cũng được. Swap ha. Ừ. Thôi lấy đại cục này đi. Được không? Nó. Delete. Còn delete forever. Cái delete là không phục hồi được đấy. Next. Ok chưa? Finish. Xong chưa? Rồi. Tôi sẽ tạo một cái layout như sau. Thì bây giờ cô sẽ có cái hình này nè. Hình này cô làm trước. Hình này làm trước là neo trên, neo trái. Neo trên, neo trái đúng không? Rồi, ta có cái image view. Đó à, mình đặt cứ wrap content trước. Content tức là nó vừa với kích thước trước, xong mình sửa sau. Mình sửa kích thước xong được. Đầu tiên là nó có cái ID đó. Đó là Image view avatar. Ok. Rồi. Cái này các bạn neo ở trên á, neo ở trên thế là parent đúng rồi, parent. Parent. Top to. Rồi parent left đúng không? Parent left. Nó không có nhắc thì mình đưa như này. Căn đơn cách hả? Rồi ok. Không biết xẹt cái gì. Rồi ok. Rồi thử coi nha. Ta lấy một cái đỡ đúng không? SRC là ta lấy Roybal Avatar. Avatar. Được chưa? Ok. Đấy. Vui quá. Thấy chưa? Cho kích thước nó nhỏ lại. Cho kích thước nó nhỏ lại. Thì nó khoảng mấy trăm à? 150 đi ha. DP ha.
150 DP cái gì em? Cái này con xấu, bữa nào các bạn làm cái khạc view cơ, nó đẹp lắm. Ui nhỏ xíu, bự quá à. Chăm đi ha. Nhỏ à. Cái đến nhìn vậy chứ lên nó cũng bự á. Đấy, nhỏ nhỏ thôi. Đấy, ok, được chưa? Rồi. À, sau đó các bạn thêm cho cô nè, cái text view đúng không? Bên tay phải là cái text view. Ta để là text view. Ok. Đó, wrap content. Wrap con hay wrap content luôn. Xẹt để nó nhắc. Ok, ID là text view name đi ha. Cái này là nó nằm bên phải cái anh kia. Nằm phía bên phải của cái anh hình. Đúng không? Và neo với cái trên. Nó neo với cái top, đúng không? Vậy nó sẽ là align cái này đúng không? Là cái ok nè. Thứ hai nữa là to right. To right up. To right up. ID của ta là email view avatar. Đó. Bạn nhìn nhá. À chưa có text đâu thấy. Phải có text chứ. Text. Để full name. Mình để tạm thôi, mình để tạm thời thôi nhá. Rồi nằm bên phải chưa? Rồi tí nữa căn chỉnh sau, bây giờ tôi đóng cái này nè. Để chung lên nhìn cho bự nè. Chưa? Thấy chưa? Rồi, ok. Chung lên. Đó. Đấy, dễ dàng đúng không ạ? Rồi, còn cái address. Text view. Text view. Đó, wrap content, set, nhắc. Đúng không? ID, text view address. Rồi, cũng tương tự như này. Nó là một cái right up và một cái là below. Đúng không? Right up anh này mà below anh kia. ID của ta là text view. Text view address. Rồi. Rồi. Below. Below. Dưới cái anh text view name. Đúng chưa? Cái này thiếu cái gì? Cộng, thiếu dấu cộng. Đấy. Ok. Được chưa? Đấy, coi nha. Coi lại này, chắc ăn nè. À, chưa có text. Toàn quên không? Text. Text là gì ạ? À, address đúng không? My address is here. Cái dài mà, không có gì. Làm cho nó tàu la cho vui. Được chưa? Ok rồi, bây giờ nè. Cái hình nè. Cái cục mà delete á. Nó là một cái image view. Đúng không? Một cái image view. Đây. Cái này được cái nó làm thoải mái. Thoải mái. Image view copy nha cho nhanh nha. Cancel, Ctrl V. Đó. Cái này là image view delete. Được chưa? Width hay nó để nó nhỏ lắm. Wrap content. Nó có 24 à. Wrap content. Rồi, parent top ok và parent right. Bỏ cái này đi nha. À, cái này là delete à? I see delete. Rồi ok. Coi nó ra cái gì nè. Rồi trên này. Rồi. Khoan, bây giờ nó từ từ, tức là nó nằm ở góc yên tâm nó không. Rồi bây giờ muốn cho nó cân giữa thì như này, để cái margin top của nó. Margin top của nó. Cái này là 100, cái này là 100 đúng không? Thì nó muốn nằm giữa, nó khoảng là 50 hoặc là 45. Hoặc là 46 hay là 45 46 nó cân giữa đúng không? Đây, bây giờ nè. Nó đây các bạn để cái margin top là để là 45 DP. Đấy, nó nhảy nè. Xuống chưa? Rồi margin gì ạ? Right.
dendrite là để mười đúng không? Đó là ngon, được chưa? Quá ngon hả? Rồi cái này cũng vậy, các bạn cũng phải để cái này. Bây giờ các bạn điều chỉnh cái này cho kích thước nó bự lên, đúng không? Về nhà cái này làm muốn đẹp là các bạn chỉ có sửa thôi. Rồi cô muốn làm cái gạch chân ở dưới, gạch chân ở dưới thì cô sẽ cho cái gì ạ? À? Một cái text view match parent, còn cái này là để khoảng 1-2 dp background. Ừ, để cái màu màu xanh đi đấy, đầm đầm cho vui đấy nha. Nó ở trên à? Below gì ạ? Below cái nào cũng được. Below ID nào ạ? Email view avatar. Đấy, 1 dp thôi. Đấy là nó sẽ là có cái gạch. Rồi xong các bạn cách cái gì tí là các bạn dùng cái gì ạ? Dùng cái machine để các bạn cách nó cách kia thôi. Thì làm sao nhá? Ơ không, sau này nó có các bạn làm cái card view á. Card view là mỗi cái đấy là mỗi khung có đủ bóng, cái shadow cái thứ đẹp lắm, có bó góc các thứ, nó có cái đấy làm đẹp hơn. Còn cái này là mình demo, cái này là cái cổ điển ha. Ok rồi, cái này rồi vô cốt. Cái này chỉnh sau, cái này chỉnh sau, cái này chỉnh sau. Ok, chỉnh sau rồi. Ok xong, coi như các bạn đã tạo xong một cái cell đúng không ạ? Tạo xong một cái cell đấy, xong bây giờ nè ta sẽ vào cốt nha. Thì cái quan trọng của cái này á là nó sẽ phải có một cái adapter, viết lại cái adapter này. Adapter này không dùng được, mà tao phải viết lại một cái adapter khác để tao nhúng cái layout đấy vào, thì tao gọi là custom adapter, đúng không ạ? Thì cô sẽ tạo một cái packet adapter để các bạn tách nó ra thì dễ ha. Adapter, à nói luôn này, trong Java các cái packet là nó đặt chữ thường hết, chữ thường hết. Còn class thì chữ đầu tiên sẽ là vết hoa. Class á, à cái chữ đầu tiên trong class nó sẽ vết hoa. Đó là một số quy ước ha. Còn tất nhiên các bạn vết hoa nó cũng không lỗi, nhưng mà quy ước vậy thôi, đúng không ạ? Để các bạn phân biệt. Đấy, ví dụ như tên biến, chữ đầu tiên của biến nó sẽ là vết thường, hiểu không ạ? Đó, function cũng vậy, chữ đầu tiên của cái hàm method nó là vết thường. Rồi bây giờ cô sẽ tạo là một cái adapter. Cô đặt tên là person adapter. Đúng không ạ? À, anh này có kế thừa extend cái base adapter. Base adapter. Đó. Nó bị lỗi như này nè. Lý do thứ nhất là nó có base adapter là nó là một cái object class. Nó có một số phương thức nó phải được implement. Thì để biết phương thức nào implement, các bạn nhấn Ctrl E. Thì tất cả những phương thức này phải implement. Đó, thứ nhất, ok. Được chưa? Đấy, hết lỗi. Được chưa? Rồi, bây giờ là ta implement cái gì bây giờ? Đầu tiên là trước tí nữa tôi viết lại code nha, nhưng trước tiên các bạn phải lưu ý cho cô nè. Để viết cái person adapter thì ta sẽ nhìn sang cái anh main activity xem cái array adapter nó gọi như thế nào. Thì đối số của nó truyền vào nó phải có một cái context, phải có cái dữ liệu. Còn anh này thì không cần. Thì cái của cô viết là có anh này cũng được, không có cũng được. Có nhiều một số bạn viết là khai báo luôn anh này cũng không ảnh hưởng gì. Thì bây giờ cô khai báo, cái cô viết là cô không cần anh này luôn, cô viết anh này main này và anh này, anh lead này, danh sách này, đúng không ạ? Vậy tôi sẽ phải tạo một cái constructor giống constructor này, đúng không ạ?
À, trong này tôi sẽ tạo constructor là anh này public. Đây là constructor có hai đối số. Đối số thứ nhất là context. Context. Đối số thứ hai là một cái array list đúng không các bạn? Đúng không? À, tôi đưa array list vào. Nhiều cái hướng dẫn sẽ để là list nhưng các bạn sau này gọi ra các bạn phải ép kiểu. Nó mất thời gian, tôi để array list luôn, đúng không ạ? Cái này để person. Khi các bạn gọi nó, các bạn lấy ra hay lấy vào không cần phải ép kiểu. Tôi để cái này là list. Đó. Ok. Vậy thì cô truyền cái này vào từ constructor để làm gì? Tôi gọi nó ra để dùng thôi. Vậy tôi khai báo các biến để dùng nó. Tôi khai báo hai biến để dùng nó. Hai cái biến. Biến thứ nhất là context. Biến thứ hai là array list. Được chưa? Cái list này. Và ta gán để dùng. Ta gán anh này vào đây. Gán anh này vào đây để dùng thôi. Ta có đít chấm gì đấy ạ? À? Context bằng. Cô biết đít là cái gì không ạ? Là gì ạ? Hả? Tại sao mà cái có đít cái không có đít thì vẫn chịu? Khi nào thì nên dùng đít và khi nào thì bỏ được? Trong trường hợp này khi nào thì dùng đít và khi nào thì bỏ được? Đúng rồi, khi khác tên. Bây giờ như này nè, hai cái anh này trùng tên. Anh này viết ngoài thì được biến gọi là biến class, hiểu không ạ? Anh này viết trong cái này biến cục bộ, cái biến của cái method thôi. Thì hai anh này nó vì giống tên nhau cho nên tôi gán anh này cho anh này, tôi mà không để đít á thì nó không phân biệt được. Nhưng nếu cái này tôi để là context 1 list 1 thì ở đây tôi để là context 1 list 1. Các bạn thấy nó đổi màu khác nhau đúng không? Tôi bỏ đít nó cũng ok, nó cũng hiểu. Hiểu không ạ? Vậy cái đít này để phân biệt giữa cái biến của class với là biến cục bộ trong trường hợp hai biến này giống giống tên. Nó chấp nhận giống tên tại vì hai cái này hai phạm vi khác nhau. Hiểu không ạ? Đấy. À, các bạn lưu ý nhá. Một số giải thích, lâu lâu tôi sẽ giải thích những kiến thức mà cũ của Java. Các bạn không rõ các bạn cứ hỏi thoải mái ha. Rồi xong, bây giờ nha. Đi nhanh nào. Get count nó trả về là số phần tử của danh sách. Tôi để là list chấm chấm size. Ok. Get item tôi trả về là cái phần tử tại vị trí position. Tôi để là list chấm get lấy từng phần tử, tôi dùng cái hàm get để cái position. Riêng cái này tôi sẽ không lấy bởi vì sao? Thì ID của nó, get ID nó trả về long. Mà trong cái đó cái ID của tôi không phải là long, có thể là tách của cây khác, nên chỗ cái hàm này tôi không cần override ha. Tôi không viết lại. Rồi. Cái nằm chính là nó nằm ở cái hàm này. Đấy. Cái chính cái cốt lõi là nằm ở hàm này, hàm get view. Cô mô tả cái hàm get view nè. Tức là giả sử cái này các bạn là một cái, cả cái này là một cái list view thì mỗi cái nhỏ này sẽ là một cái view nhỏ. Thì cái hàm get view nó sẽ giúp ta sẽ đổ dữ liệu cái danh sách list á. Mỗi lần nó sẽ lấy ví dụ list 0 tức là lấy phần tử đầu. Nó get view nó trả về vị trí này. List 1 phần tử thứ hai trả về vị trí này, get view. Get view, get view. Thì cái hàm get view là hàm để các bạn đổ cái dữ liệu từ cái list lên cái layout, lên cái adapter của bạn đúng không ạ? Để đổ lên cái layout của cái list view. Hiểu không ạ? Thì mỗi cái này nó sẽ gọi hàm get view một lần. Get view, get view, get view, get view. Hiểu không ạ? Cái method get view nó làm những nhiệm vụ đó. Bởi vậy các bạn sẽ thấy như này nè. Khi các bạn mà thay đổi cái giao diện này thì bắt buộc phải viết lại cái get view. Hiểu không ạ? Không viết lại get view nó sẽ không hiểu. Bởi vì get view gốc của nó sẽ không có như thế này. Tại vì nó có đâu biết layout của bạn là gì đâu. Hiểu không? Thế tôi phải viết lại theo cái layout của mình. Đúng không ạ? À, để đổ ra được cái này. Đấy, vì mỗi cái này là một get view, get view, get view, get view, get view. Đồng ý chưa? Đó. Thì bây giờ
Nhiệm vụ của tôi sẽ viết lại cái get view này. Được chưa? Return cái convert view này. Đấy, convert view là cái view, mỗi cái view đó. Bây giờ tôi phải khai báo convert view này thôi. Đúng không ạ? Nếu convert view này, convert view này mà bằng null thì tôi viết lại. Cái này bằng null. Thì tôi viết lại convert view. Đó. Thì tôi sẽ nạp cái dữ liệu này vào, nạp cái layout này vào, cái layout này nè, one item này nè, tôi sẽ nạp vào. Đúng không ạ? Đó, ta sẽ có là để mà nạp dữ liệu ta dùng cái layout inflator. Inflator gán bằng à, cái này mới dùng từ context nè. Tôi ép kiểu context này thành activity. Activity. Rồi context anh này chấm get layout inflator. Đó. Sau đấy convert view của tôi sẽ bằng inflator chấm inflate. Và tôi truyền cái layout vào error chấm layout. À, tại vì nó bị khác cái packet. Cho nên khi trỏ error các bạn phải error lấy cái packet đúng của nó. Đúng không? Chấm layout chấm one cell item. Đó. Đối số thứ hai là null group, view group là các bạn để null. Chưa? Các bạn để view group parent cũng được. À, ok. Tiếp nào. Rồi, tôi có cái layout rồi, bây giờ này. Tôi nạp dữ liệu vào cái này thôi. One cell. Có hai cách nạp. Hai cách nạp. Một cách là tôi sẽ nạp từng phần tử một vào. Làm như vậy sau này các bạn điều khiển nó hơi khó. Cách thứ hai là tôi sẽ tạo nó một cái class để tôi quản lý riêng cái đó. Tôi gọi là view holder. Cái view holder này sau này các bạn học đến recycle view á thì các bạn sẽ hiểu rõ về cái view holder hơn. Nhưng mà từ từ tôi sẽ hướng dẫn cái này trước. Đây. Tôi sẽ tạo một cái view holder, một cái class view holder để tôi lưu trữ cái view nhỏ của tôi. Đúng không ạ? Mà view nhỏ của tôi gồm mấy phần tử ạ? Gồm mấy cái thành phần ạ? 1 2 3 4 thành phần. Đúng không? 4 chứ. 1 2 3 4 này. Gạch chân không cần. Gạch chân của tôi có làm gì đâu, không tương tác cho nên nó không cần. Con gì quá trời có đất. Rồi ok. Tôi sẽ tạo nè, đầu tiên là image view. Đó, image là avatar image img avatar. Cái thứ hai là img delete. Đó. Cái thứ hai là text view ta có là txt name, txt address. Chưa? Rồi vậy thôi á, không làm gì hết. Tôi chỉ để dùng để tôi lưu trữ anh này thôi. Tôi tạo ra cái object là view holder. Holder. Đó. Ở đây tôi khai báo là holder bằng là new view holder. Khởi tạo nó không có cái này là nó sẽ báo lỗi. Null point exception nhá. Rồi bây giờ nè, tôi mới gán nè. Tôi mới gán cái holder này nè. Tại vì là cái layout này nhá là tôi đã nạp vào đây rồi. Đúng không ạ? Tôi mới gán ngược lại vào cái holder này. Đúng không ạ? Tôi có holder chấm image view ata gán bằng convert view chấm file view by đi. Cái này là tham chiếu nhớ không? Tham chiếu giống cái bên kia. Bên này nó phức tạp hơn xíu. R chấm ID chấm image view avatar. Xong. Rồi copy. Tôi có 4 cái. Tôi copy 1, 2, 3, 4. Cái này là image view delete. Cái này là image view delete. Còn cái này là txt name. Cái này là text view name.
này là txt arrays, cái này là text view arrays, ok chưa? Xong chưa? Rồi bây giờ nhá, tôi gán cho nó cái tag. Cái này là bữa sau cô giải thích tiếp, đúng không ạ? Tại vì nó còn sâu xa nữa, nhưng mà giải thích nó nhiều quá, nó chậm giờ mất tiêu rồi. Rồi cô sẽ gán nó set tag nhá. View hồ, convert view chấm set tag. Set tag này ý nghĩa gì bữa sau? Holder. Rồi ngược lại, nếu mà cái này không null à, thì tôi có cái holder gán bằng view holder à, convert view chấm get tag đó, ok. Xong cái phần mà tôi nạp cái layout, bây giờ tôi mới đổ dữ liệu lên nè, ok. Alo, cái gì? Hả hả hả, gọi gì vậy? Ở đứng dậy, đứng dậy. Rồi tiếp nha. Nè, bây giờ cô mình đổ dữ liệu lên nào, đổ dữ liệu từ cái list này lên nào các bạn, đổ dữ liệu từ cái list này lên nào nha. Rồi nghe nè, tiếp nè. Vậy tôi mỗi phần tử đổ lên cái list, tôi sẽ dựa vào cái position. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một cái position đó, position gán bằng new à, list chấm gì hả, get position, được chưa? Tôi lấy phân tử tôi nạp lên nè. Holder chấm image avatar chấm set drawable, image drawable. Anh này tôi lấy đúng cái bằng cái anh bên kia là p chấm gì ạ? P chấm get avatar, đúng không? Khoan, à không phải, cái này là gì? Rồi bộ không, cái này là set resource, image resource. À đó, ok chưa? Rồi tiếp, holder chấm text name chấm set text sẽ bà p chấm get full name, ok chưa? Holder chấm text address chấm set text bằng p chấm get, p chấm get address. Rồi còn cái holder txt image chấm image del chấm set image resource error chấm drawable chấm ic delete, được chưa? Ok chưa? Rồi là tôi làm xong rồi đó. Bây giờ tôi gọi nha các bạn, làm xong rồi, còn giải thích cụ thể buổi sau tôi giải thích tiếp. Ở đây các bạn chỉ cần thay như này nè, tức là viết đó, cái lõi của nó là cái này, cái get view, đúng không ạ? Cái lõi là cái get view. Rồi con bây giờ gọi nè, cái này thay vì cái này ta dùng cái gì đây ạ? Person adapter, đây new person adapter. Rồi bỏ ông này ra. Hết lỗi chưa? Set adapter được chưa? Rồi chạy cái nè. Run. Rồi chờ. Thì không sao. Bình thường. Lúc thôi rồi đấy. Ơ ừ. Khoan. Đang báo mà, đang giảng mà. Đâu, ok, xong rồi đó.
Xong rồi đó, bây giờ làm một cái dữ liệu nữa. Đấy, copy thôi. Đó, cái này là văn quế đi hả? Văn quế. Đó, quê ở gì đâu? Tây Ninh đi. New Zealand. Avatar là vẫn cô thì có một hình nhá. Rồi chạy đây, LA, Long An à. Đó. Thôi tôi xóa đồ thì dê chứ. Nói rồi mà. Xong này lên trời rơi xuống. Được chưa? Không hay phải về sớm. Được chưa? Ba người chưa? Ok chưa? Rồi, stop.